Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ukraine đẩy mạnh tấn công bằng drone. Ngày 17 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin Nga máy bay không người lái Ukraine tấn công Crimea, Moscow kho dầu. Theo đó, Nga cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công phối hợp của Ukraine vào Crimea vào sáng hôm 17 tháng 9, trong khi drone cũng nhắm mục tiêu vào Moscow, làm gián đoạn giao thông hàng không ở thủ đô và gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở phía tây nam đất nước. VOA cho biết Ukraine trong những ngày gần đây đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, bao gồm các cơ sở của hạm đội Biển Đen Hải quân Nga, nhằm tìm cách làm suy yếu các nỗ lực chiến tranh của Moscow tại một khu vực quan trọng. Hình ảnh bản tin trên VOA. Các cuộc tấn công sâu bên trong nước Nga, cách xa tiền tuyến cũng gia tăng. Thị trưởng Moscow cho biết rằng ít nhất 2 drone đã bị bắn hạ ở khu vực thủ đô sáng sớm 17 tháng 9. VOA dẫn một bài bình luận đăng trên một trang tin quốc tế ngày 16 tháng 9. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, kêu gọi các đồng minh của Kiev đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí, nói rằng đây là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh. Trong khi đó, VOA dẫn Bộ Quốc phòng Nga hôm 17 tháng 9 cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy ít nhất 6 drone nhắm mục tiêu vào Crimea từ các hướng khác nhau. Báo cáo trên ứng dụng nhắn tin Telegram không cho biết liệu có bất kỳ thiệt hại nào hoặc thương vong nào xảy ra ở bán đảo Crimea và Moscow sáp nhập từ Kiev trong một động thái bị lên án rộng rãi vào năm 2014, 8 năm trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga hay không. Bên cạnh đó, AFI tiếng Việt ngày 18 tháng 9 cho biết Ukraine tuyên bố giải phóng thêm được 7 km2 lãnh thổ bị Nga tạm chiếm đóng trong tuần qua. AFI dẫn truyền thông nhà nước Ukraine ngày 18 tháng 9 theo đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ghana Mala cho biết, trong tuần qua, lực lượng vũ trang của Kiev đã giải phóng được khoảng 7 km2 lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm đóng ở miền đông và miền nam đất nước. Theo bà Mala, trên mặt trận miền đông, lực lượng Ukraine đã chiếm được 2 km2 vào tuần trước ở khu vực Bakhmut. Còn tại miền nam, quân Ukraine tiến được nhanh hơn và đã tái chiếm được 5,2 km2 lãnh thổ. Hình ảnh bản tin trên AFI. Tổng cộng, kể từ khi phát động cuộc phản công vào tháng 6 vừa qua, Kiev cho biết đã giải phóng được 51 km2 xung quanh khu thị trấn Bakhmut và 261,7 km2 ở phía nam mặt trận. AFI dẫn lực lượng không quân Ukraine vào sáng 18 tháng 9 khẳng định rằng họ đã bắn hạ 18 chiếc drone và 17 chiếc tên lửa mà Nga đã dùng để tấn công nhiều vị trí tại hai khu vực Mykolaiv và Odessa ở miền nam Ukraine vào tối hôm trước. Một bản tin khác trên AFI vào ngày 15 tháng 9 cho biết Ukraine tuyên bố đã chiếm lại được làng Arivka gần Bakhmut. Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã thành công một phần ở khu vực Klitschko trong hoạt động tấn công và giải phóng Arivka ở khu vực Donetsk và gây cho kẻ thù tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị. Trước đó, ngày 14 tháng 9, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ghana Malia loan báo trên mạng Telegram về việc tái chiếm được Arivka, nhưng một đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch phản công lập tức phản bác, khẳng định rằng tuyên bố đó là hấp tấp và sai sự thật vì chiến sự vẫn dữ dội và căng thẳng ở các khu vực Klitschko và Arivka. Phản ứng của đơn vị trên chiến trường đã buộc Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine phải cải chính thông tin mà bà đã loan ra trước đó. Theo AFI, làng Arivka cách Bakhmut hơn 10 km về phía nam. Trận chiến giành Bakhmut ở vùng Donetsk đã kéo dài từ hơn một năm. Vào tháng 5 vừa qua, Nga tuyên bố chiếm được thị trấn được cho là có vị trí chiến lược cách vùng Donetsk miền đông Ukraine. Kể từ đầu tháng 6, lực lượng Ukraine đã bắt đầu một cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga ở phía đông và phía nam, nhưng đã phải đối mặt với các tuyến phòng thủ vững chắc. Nhưng trong những tuần lễ gần đây, cuộc phản công đã có được một số đột phá, đặc biệt là ở mặt trận phía nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Ukraine đẩy mạnh tấn công bằng drone. Một phụ nữ gốc Việt tham gia vụ tấn công điện Capitol bị khởi tố. Ngày 17 tháng 9, VOA tiếng Việt cho biết cô gái người Việt bị khởi tố vì tham gia vụ bạo loạn tấn công điện Capitol. Theo đó, một phụ nữ gốc Việt ở bang Illinois của Mỹ vừa bị nhà chức trách liên bang khởi tố vì tham gia vụ bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, làm gián đoạn việc chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. VOA dẫn hồ sơ khởi tố liên bang cho biết, Nhi Ngọc Mai Lê, 26 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 về cáo buộc xâm nhập trái phép tòa nhà bị hạn chế, có hành vi gây mất trật tự và gây rối,
cũng như diễu hành, thị uy hoặc biểu tình trong tòa nhà Điện Capitol, hình ảnh bài trên VOA. Các cáo buộc được đệ trình sau khi có tin mật báo nặc danh gửi tới Trung tâm Hoạt động Đe dọa Quốc gia của Cục Điều tra Liên bang FBI, lưu ý nhà chức trách về Facebook của cô Nhi Ngọc Mai Lê. VOA cho biết ban đầu, cô Lê phủ nhận tham gia xâm nhập Điện Capitol Hoa Kỳ, trong khi một phiên họp chung của hai viện quốc hội đang diễn ra chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù có thừa nhận là đã tham dự một cuộc biểu tình Stop the Steal ủng hộ tổng thống Donald Trump vài giờ trước đó. Sau đó, cô Nhi Ngọc Mai Lê thừa nhận đã xâm nhập Điện Capitol sau khi được cho xem chính những nội dung mà cô đăng lên Facebook và những đoạn tin nhắn của cô mà nhà chức trách liên bang cho biết. Theo VOA, trong một bài đăng trên Facebook ngày 4 tháng 1 năm 2021, cô Nhi Ngọc Mai Lê so sánh việc những người ủng hộ ông Trump ở Mỹ tụ tập biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử mà trong đó ông thất cử, giống như việc người dân ở Việt Nam xuống đường biểu tình chống đặc khu, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa và bị nhà chức trách đánh đập. Nhưng giờ đây, sự việc tương tự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, thiên đường và là quê hương thứ hai của mình, một đất nước tự do đang bị tấn công bởi những thế lực ngầm. Cô Nhi Ngọc Mai Lê nói trong bài đăng, hiện giờ chỉ góp một phần nhỏ, làm những điều tối thiểu mình có thể làm để cứu nước Mỹ. Tiền có thể kiếm lại, nhưng những ngày giây phút như thế này thì chỉ có một lần trong đời mà thôi. Chiến đấu, tới cùng, tự do hoặc chết. Vẫn theo VOA, hồ sơ khởi tố dẫn ra những đoạn video từ Điện Capitol Hoa Kỳ cho thấy cô Nhi Ngọc Mai Lê ngồi trên tay vịn bên ngoài của tòa nhà và kêu gọi những người bạo loạn tiến vào trong Điện Capitol. Sau đó, cô được nhìn thấy bên trong tòa nhà. Hình ảnh cô Nhi Ngọc Mai Lê trong Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hồ sơ cũng nêu chi tiết các tin nhắn và video trên Facebook được gửi giữa cô Nhi Ngọc Mai Lê và những người khác. Trong đó, cô nói là cô đã trèo tường để vào Điện Capitol, đi vào bên trong của tòa nhà và bị xịt hơi cay. Theo hồ sơ, những video mà cô gửi trong cuộc trò chuyện cho thấy cô đang ở bên trong Điện Capitol. VOA dẫn tin từ một đài truyền hình địa phương ở Chicago cho biết, khi phóng viên của họ liên lạc với cô Nhi Ngọc Mai Lê hôm 13 tháng 9, cô nói cô không biết gì về vụ án hình sự nhắm vào mình. Dù thứ sáu tuần trước, vào ngày 8 tháng 9, cô đã bị bắt. Một luật sư biện hộ công chúng liên bang được phân công thụ lý vụ án của cô Nhi Ngọc Mai Lê không phản hồi email của đài địa phương nói trên yêu cầu bình luận. Hồ sơ đăng ký cấp tiểu bang cho thấy cô Lê quản lý một tiệm làm móng ở Aurora, nằm ở khu vực ngoại ô Chicago. Sau sự kiện ngày 6 tháng 1, cô Nhi Ngọc Mai Lê được nhập quốc tịch Mỹ. Theo những hình ảnh mà cô đăng tải trên Facebook của mình vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, đài truyền hình ở Chicago cho biết, VOA dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cô Lê là một trong số 1.146 bị cáo đã bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Hơn 525 người bị tuyên có tội và hơn 65 người đã bị kết tội. Phiên tòa đầu tiên của cô dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 trước thẩm phán sơ thẩm Robin Meriwether của khu vực thủ đô Washington. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Một phụ nữ gốc Việt tham gia vụ tấn công Điện Capitol và bị khởi tố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.de